Herbalife Việt Nam, doanh nghiệp hàng đầu hoạt động trong sức khỏe và thể chất, phối hợp cùng kênh truyền hình quốc gia VTV3 khởi xướng chương trình thực tế Sinh viên Thế hệ mới 2023. Chương trình với mục tiêu khuyến khích thế hệ sinh viên trẻ từ các trường đại học tại Việt Nam cùng rèn luyện các kỹ năng mềm và phát triển tư duy sáng tạo sẽ được phát sóng trên VTV3 vào ngày 31 tháng 8 năm 2023. Chương trình Sinh viên Thế hệ mới 2023 sẽ đem đến cho các bạn sinh viên trên khắp cả nước cơ hội học hỏi và dấn thân với thử thách thực tế đa dạng nhằm trau dồi các kỹ năng cần thiết phục vụ cho công việc tương lai như sáng tạo, lãnh đạo, thuyết trình, làm việc nhóm. Hơn thế nữa, các đội chơi còn trải nghiệm thực tế khi tiếp cận những đề tài hướng về cộng đồng, những vấn đề xã hội đang được quan tâm. Ở vòng sơ loại, chương trình đã thu hút sự tham gia của sinh viên đến từ 40 trường đại học trên toàn quốc với 237 bài dự thi. Ban giám khảo sẽ chọn ra 12 bài dự thi có ý tưởng đặc sắc nhất của 12 đội để vào vòng loại thứ nhất. Cá nhân tôi thì cảm thấy rất là hào hứng với cái format của chương trình Sinh viên Thế hệ mới năm nay. Có thể nói là nó cho phép tất cả những các bạn sinh viên và những đại diện ưu tú của thế hệ Gen Z thể hiện hết tất cả những cái thế mạnh của mình, đó là năng lượng, đó là tích cực, đó là sự sáng tạo, đó là tính dám làm, dám dấn thân. Và thông qua cái chương trình này thì các bạn có cơ hội cải thiện thêm những cái kỹ năng của mình bằng những cái lời tư vấn từ phía ban giám khảo cũng như là từ hội đồng tư vấn, thì qua đó thì các bạn có thể hoàn thiện hơn mình. Và một cái điều cực kỳ quan trọng nữa là sau đó thì các bạn có thể trở thành những công dân tốt hơn, những cái doanh nhân tốt hơn với những kỹ năng đầy đủ hơn để đóng góp được nhiều cho đất nước sau này. Tất cả những cái thành công của các đội thi, cho dù là thắng giải hay không thắng giải, có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng, đó là lan tỏa được cái tinh thần mà các bạn sinh viên mang lại đến với cộng đồng. Những cái dự án mang tính xã hội rất là cao, đóng góp xã hội rất là cao của các bạn sẽ tạo cái sự lan tỏa đến với xã hội, với những người xung quanh, và chúng ta cùng nhau xây dựng nên một cái cộng đồng ngày càng tích cực và tốt đẹp hơn. Tôi nghĩ là giá trị mà chương trình mang đến cho khán giả truyền hình, đấy là một hình ảnh của một sinh viên thế hệ mới, và cụ thể là các bạn trẻ Gen Z, một thế hệ mà không ngại thử thách, dám nghĩ, dám làm. Và tôi nghĩ là thế hệ nào cũng đã là sinh viên, thế hệ nào cũng thế thôi. Nhưng tôi nghĩ ở thế hệ này có một cái điều nữa mà các bạn ý dám làm sai và dám làm lại. Thì đấy là cái mà tôi nghĩ tôi tâm đắc nhất. Và tôi nghĩ là đây là một cái hình ảnh mới mà tất cả chúng ta, tất cả khán giả truyền hình cần phải có một sự cổ vũ cho các bạn, để các bạn có thể thực hiện được những cái dự án của bản thân mình, chạm tay được đến những cái giấc mơ cá nhân mà lại hướng tới cộng đồng và xã hội.